Trước đây á thì đất nền vốn là một kênh tiết kiệm đối với người Việt Nam, là kênh đầu tư dài hạn. Về sau khi thị trường ngày càng trở nên phát triển hơn, người mua cũng có những cái cơ hội để tiếp cận nhiều thông tin hơn về mà có tác động tích cực lên giá đất, ví dụ như là việc xây dựng mới những cơ sở hạ tầng, cải thiện kết nối trong khu vực, hoặc là việc quy hoạch chỉnh trang lại đô thị. Thì cái điều này làm cho người mua, đặc biệt là giới đầu tư, trở nên tự tin hơn trong việc đầu tư đối với phân khúc này. Thì có thể nói rằng là bất kỳ khi nào và bất cứ nơi đâu có một cái sự tăng trưởng nhanh về nguồn cầu đối với loại hình đất nền, và việc đó thể hiện lên cái sự tăng trưởng đột biến trên giá giao dịch, thì ở đó có thể nói là có cái hiện tượng cơn sốt đất. Đây cũng là một cái khái niệm mà được sử dụng và được chấp nhận rộng rãi bởi phần lớn người mua cũng như người bán trên thị trường hiện nay. Về việc là cái cơn sốt đất, vì sao nó hay diễn ra ở các vùng ven, là bởi vì những cái khu vực này á là những cái khu vực có giá đất nó thấp hơn cái mặt bằng giá chung, và nó còn nhiều cái cơ hội để mà cải thiện cơ sở hạ tầng cũng như là những cái thông tin về quy hoạch, những cái quy hoạch chỉnh trang đô thị nó cũng còn nhiều cơ hội để cải thiện hơn, cho nên là thường sẽ là những cái cơn sốt đất thường diễn ra ở đây. Thì để mà xác định được một cái mức giá thật của một cái khu vực á, thì nó đòi hỏi cần phải có một kinh nghiệm cũng như một kiến thức nhất định chuyên môn về lĩnh vực này, mà cái điều này thì thật ra thì không phải người mua nào cũng được trang bị đầy đủ. Thông thường để mà xác định được một cái mức giá thật của một cái khu đất của dự án thì chúng ta cần phải xem xét những yếu tố chẳng hạn như là tính kết nối khu đất dự án với khu vực trung tâm thành phố, hoặc là với những cái thành phố lớn khác như là Hà Nội, như là Hồ Chí Minh. Ngoài ra, cái tính kết nối giữa cái trục đường chính với bản thân khu đất dự án cũng là một cái yếu tố cần phải xem xét. Một cái yếu tố quan trọng khác đó chính là cái quy hoạch tổng thể của khu đất dự án, kể cả hiện hữu lẫn tương lai. Hiện tại cái khu đất đó, cái khu vực xung quanh dự án đó đang được quy hoạch như thế nào, đang được sử dụng như thế nào, cơ sở hạ tầng tiện nghi tiện ích cho người dân ở đó đang ra sao, và cái quy hoạch cho việc phát triển toàn khu sẽ là như thế nào, lộ trình phát triển ra sao. Đó là những yếu tố mà người mua cần phải xem xét thật kỹ lưỡng. Chúng tôi tin rằng là với cái sự hỗ trợ của công nghệ thông tin ngày nay, thông tin cũng càng ngày càng trở nên minh bạch hơn, thì người mua cũng sẽ có nhiều cái cơ hội hơn để học hỏi cũng như là tiếp cận và cũng để xác minh lại những cái nguồn thông tin mà nhận được từ nhiều nguồn, và cũng nên tránh tối đa những cái tâm lý đám đông để mà đưa ra một cái quyết định đúng đắn khi mà đầu tư vào cái loại hình bất động sản này. Khi mà thị trường ngày càng phát triển lên á, thì cái nguồn thông tin trở nên ngày càng minh bạch hơn. Cái sự xuất hiện của cơn sốt giá ảo nó chỉ xuất hiện ở những thị trường mà thông tin nó còn đang thiếu hụt, người mua chưa có được tiếp cận đầy đủ với nguồn thông tin. Cho nên cái việc xác định cái mức giá thực ở cái khu vực đó hơi khó. Cho nên mới có cái hiện tượng là mức giá ảo xảy ra. Tất nhiên là trong năm 2018, ở đâu đó những khu vực vùng ven như tôi đã nói vẫn còn chưa có cơ sở hạ tầng phát triển, quy hoạch chưa được phát triển đồng bộ, người mua chưa có được cái điều kiện tiếp cận với nguồn thông tin mới, thì sẽ vẫn có những cơn sốt đất và có thể sẽ có xảy ra hiện tượng sốt giá ảo. Tuy nhiên là cái mức chênh lệch ảo đó nó sẽ giảm dần theo thời gian khi thị trường ngày càng phát triển hơn. Đất á vốn dĩ là một cái có thể nói là một cái tài nguyên hữu hạn, nó không thể nói ra được. Thì đất luôn là một cái tài sản mà được ưa chuộng bởi người Việt Nam, bởi vì cái tính bảo tồn giá trị của nó qua thời gian, càng về sau giá trị đất nó sẽ càng tăng. Cho nên là thật ra về việc không chỉ vùng ven mà tất đất ở tất cả mọi nơi đều sẽ có giá trị tăng theo thời gian. Những nơi nào, đặc biệt những nơi nào lại một lần nữa có cái sự cải thiện đáng kể về cơ sở hạ tầng, có sự cải thiện đáng kể về cái quy hoạch sử dụng đất tại khu vực đó, thì sẽ có một cái mặt bằng giá mới, mức giá sẽ được cải thiện lên.